Chào quý vị và các bạn. Hôm nay có một cái hồ sơ bà đương sự khóc với tôi. Thực ra thì cái câu chuyện mà đương sự khóc với luật sư thông qua điện thoại, khóc khi đến văn phòng, những ngày đầu luật sư cũng khóc theo đương sự. Tại vì các bạn thấy không, các bạn nữ mà đi đám tang cũng vậy, khi mà thấy khóc thì mình khóc theo các bạn ạ. Cái câu chuyện của luật sư hôm nay là sẽ trả lời vào một cái di chúc viết tay có hiệu lực không. Tuy nhiên thì tôi cũng có một cái tâm sự. Nếu quý vị và các bạn không biết có đồng ý với ý kiến của tôi hay không, tôi đoán bà vào khoảng U60, bà điện tới lần thứ nhất bà khóc, lần thứ hai bà vẫn khóc, lần thứ ba bà vẫn khóc. Thì tôi bảo bà rằng là có cái điều gì bức xúc thì tôi sẽ ưu tiên nghe cái cuộc gọi của bà. Quý anh chị em đừng có khóc trong điện thoại rồi luật sư thu mà 10 cái ưu tiên là nguy hiểm lắm nha. Bà kể với tôi rằng hiện tại bà đang bị tai biến. Bà có một cái vụ kiện tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử. Bà kể cho tôi nghe nôm na đó là bà đưa người ta một cái nhà và đất, và người ta đã bằng một cái thủ đoạn gì đó đã bán nhà của bà, và bà đi khởi kiện người ta tại tòa. Thì bà bảo hiện tại bà đang bị tai biến, và trong giọng nói thì tôi cảm thấy rằng là sức khỏe bà rất yếu. Bà bảo bà đến văn phòng tôi. Tôi bảo thôi được rồi, nếu như trong trường hợp tôi sẽ nhận hồ sơ của bà với một cái điều kiện là sẽ có người thân của bà, một người thân nào đó. Thì bà bảo rằng là em ruột của bà không đồng ý cho bà tiếp tục khởi kiện vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Và tôi hiểu rằng người em này họ đã không muốn một cái vụ kiện để cho sức khỏe của mình, sức khỏe của chị mình trở nên tình trạng xấu hơn. Ngày hôm qua tới bây giờ tôi trong lòng tôi có hai cái sự lựa chọn. Thứ nhất là sẽ cho bà đến văn phòng và sẽ đưa cho bà ý kiến pháp lý. Nhưng nếu bà nhận một hồ sơ vụ kiện của bà như bất cứ một người bình thường khác. Tuy nhiên, trường hợp thứ hai, tôi không muốn nhận hồ sơ của bà vì hiện tại cái sức khỏe của bà không đảm bảo. Và nếu như trong trường hợp nó có phát sinh tình huống pháp lý, các bạn biết tình huống pháp lý sinh lão bệnh tử, thì tôi là người chịu trách nhiệm. Vì chính người em của bà đã không cho bà tiếp tục cái vụ kiện ngày hôm nay, cái vụ kiện mà bà đang theo đuổi. Thưa quý vị và các bạn, tôi vẫn chọn cái con đường thứ hai. Cho dù bà có trách tôi rằng là tôi không có trái tim, nhưng tôi biết rằng nếu nhận một cái vụ kiện cho một người hạn chế năng lực hành vi dân sự, mà đặc biệt là sức khỏe không đảm bảo, thì những người thân của họ sẽ, nếu trong trường hợp có phát sinh chẳng hạn như bà qua đời hay như thế nào đó, thì họ sẽ là người trách tôi. Thôi thì giống như tôi không gặp ở bà ở những cái việc gì đó, và tôi nghĩ rằng điều đó sẽ tốt hơn cho tôi. Tôi đủ cái kiến thức để cho đi
những người cần đến. Tôi không tập trung vào một hồ sơ của bà. Các bạn có anh chị em nào có những cái lứa tuổi đời lớn hơn tôi, các bạn sẽ cho tôi một cái ý kiến nhé. Đây là một cái sự phân vân trong cái quá trình hành nghề. Từ xưa đến nay tôi chưa hề bỏ ai hết. Tôi chưa hề bỏ bất cứ một cái đương sự nào dù nhỏ nhất. Tuy nhiên đây là một cái điều tôi đang phân vân. Các anh chị em nào xem cái video này và các anh chị em nào tuổi đời lớn hơn tôi, các anh chị em sẽ cho tôi một cái bài toán để tôi biết mình sẽ như thế nào. Tôi vẫn giữ số điện thoại của bà và tôi bảo bà cứ suy nghĩ đi. Tôi cần những người thân của bà chủ động gặp tôi sẽ cho một cuộc hẹn. Và tôi vẫn quan điểm như vậy. Các bạn ạ, hôm nay thì một cái câu hỏi nó nhỏ và rất dễ. Tuy nhiên thì một bạn đọc cũng đã hỏi trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Bạn hỏi rằng là: cô ơi, ba con mất, có viết giấy cho tài sản cho con, nhưng không có công chứng gì hết vậy, sao có hợp lý? Vậy bây giờ mẹ con vẫn sống, bây giờ con phải làm sao hả cô? Nhà con có 8 anh chị em. Ba con có một cái tờ giấy viết tay trước khi chết cho con. Mẹ con vẫn còn sống. Vậy tờ giấy viết tay đó sẽ như thế nào? 8 anh chị em có tranh chấp hay không? Dữ liệu đưa ra của một cái bạn nào đó đưa ra rất là sơ sài. Thôi thì tôi sẽ trả lời đúng theo quy định của pháp luật. Di chúc viết tay là một trong 4 loại di chúc được quy định trong Bộ Luật Dân sự năm 2015. Bạn nhé. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng. Di chúc bằng văn bản có 2 người làm chứng. Di chúc được ký ở phòng công chứng. Di chúc được ký ở Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Về luật thì điều 633 của Bộ Luật Dân sự bạn nhé. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng. Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc. Vậy thì trong cái di chúc đó thì ba bạn viết mà để lại di sản cho bạn, có phải là tự ba bạn viết hay không? Và có phải là ký tên điểm chỉ hay không? Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định của điều 631 bộ luật này. Các bạn ạ, trong điều 631 của luật này thì nó có 3 cái nội dung. Thứ nhất là di chúc gồm các nội dung như là ngày tháng năm lập di chúc, như là họ và tên nơi cư trú của người lập di chúc, họ tên cơ quan của người hưởng di sản để lại và nơi có di sản. Di chúc không được viết tắt, viết bằng ký hiệu. Nếu di chúc có nhiều trang thì phải đánh số và có chữ ký điểm chỉ của người lập di chúc. Bạn ạ, ký chữ ký điểm chỉ dùng 2 ngón tay bạn ha, lăn tay. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên vào chỗ tẩy xóa. Nói chung về luật thì rất là rộng. Tuy nhiên tôi chỉ trả lời bạn là di chúc bằng viết tay do chính ba bạn viết có hiệu lực pháp luật, ký tên điểm chỉ có hiệu lực pháp luật. Còn trong cái di chúc này, ba bạn được định đoạt một nửa cái di sản của ông hay ông chỉ được định đoạt toàn bộ di sản của ông thì sẽ xét vào cái mục đích khác. Sau khi di chúc này được xem là có hiệu lực thì cái phần mà cho bạn
được di chúc cho bạn là bạn là người được thụ hưởng, bạn sẽ được hưởng. Tuy nhiên sẽ trừ vào, trừ lại 2/3 xuất thừa kế mà mẹ bạn là người thừa kế, không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Điều này bạn có thể hiểu hoặc không, tôi sẽ làm những cái video sau. Người thụ hưởng không phụ thuộc vào nội dung di chúc bạn nhé. Như vậy, các anh chị em của bạn, nếu trong trường hợp các anh chị em của bạn thừa nhận di chúc viết tay không có người làm chứng của ba bạn, hoặc mẹ bạn cũng thừa nhận đây là di chúc bằng văn bản của chồng mình, của ba bạn, thì di chúc có hiệu lực pháp luật. Mặc nhiên không tranh chấp thì di chúc có hiệu lực pháp luật. Còn để một cái di chúc nào có hiệu lực pháp luật không bị tranh chấp, thì có tranh chấp thì tòa án sẽ nhìn nhận cái văn bản đó nó có phù hợp với mặt hình thức không, nó có phù hợp về mặt nội dung hay không bạn nhé. Rất khó để đưa cho bạn một cái câu trả lời là di chúc có hiệu lực pháp luật hay không. Tuy nhiên luật sư Thu Đoàn tạm đưa cho bạn rằng, bạn ơi, luật quy định có di chúc bằng văn bản do ba bạn tự ký, tự viết, tự ký và điểm chỉ, có hiệu lực. Và nếu như trong trường hợp ai tranh chấp thì mình cứ lấy cái di chúc này ra, họ tranh chấp, tòa sẽ là phán quyết cuối cùng. Còn nếu như trong trường hợp không ai tranh chấp thì thôi, mình được hưởng gần một nửa di sản thừa kế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã gửi câu hỏi để tôi có dịp nhân rộng cái mô hình từ một người trả lời cho rất là nhiều người trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, với một mong ước là tất cả những người đều phải biết pháp luật và vận dụng pháp luật trong trường hợp của mình. Tôi rất là tha thiết mong muốn để trả lời những câu hỏi của quý vị và các bạn. Và tôi nghĩ chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ không trộn lẫn và sẽ không lẫn vào trong bất kỳ một cái chương trình, một cái game show nào đó. Đó là một cái ý kiến cá nhân. Thêm nữa nha, nếu quý vị và các bạn lấy ý kiến của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì các bạn phải dẫn nguồn giùm tôi nha. Dẫn nguồn đây là ý kiến tư vấn của luật sư Thu Đoàn. Tôi sẽ không chấp nhận ai sử dụng video của tôi để trên web của một ai đó. Các bạn nhớ nha, đây là trí tuệ chất xám của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Tôi vẫn có chương trình live stream trực tiếp vào lúc 19:30 hàng ngày trên ngay cái kênh luật sư Thu Đoàn các bạn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn.